Tuấn ơi. Em ơi. Vân ơi. Anh ấy, anh không sợ ma à? Anh sợ giết anh ấy. Thôi chết rồi. Bố em gọi. Dậy bật đèn, bật sao? Đèn đi. Sao lại bật đèn? Bây giờ bên anh đang là buổi trưa cơ mà. Bật đèn đi. Con gái, con ổn chứ? Rất ổn bố ạ. Chỉ thiếu mỗi cái giọng làu bầu của bố thôi. Nếu con thích, bố sẽ bay sang ngay và luôn. Wow. Đây có phải là người bố mà con biết không nhở? Hay là ai đang đóng giả đấy ạ? À bố ơi, bố nhìn này, con mua quà cho bố đấy. Bố thích không? Con phải đi kiếm mãi đấy bố ạ. Rồi, bố cảm ơn con. Mà bố gọi con có việc gì không ạ? Con đang dở tay một chút. Tuần tới, cái Hà, con Bác Hùng bay sang London, bố có nhờ nó mang một ít đồ cho con đi nhá. Ôi thế ạ? Nhưng mà tuần tới chưa chắc con đã ở London đâu bố ạ. Hả? Con đi đâu? Thì nhà trường con tổ chức có buổi ngoại khóa. Thế thôi nhá. Bên đó lạnh lắm đấy con, cẩn thận, giữ ấm đi nhá. Con biết rồi, thế nhá bố nhá, bye bye bố, yêu bố. Chết em rồi, làm sao bây giờ? Này, em có thân cả cái bà chị họ kia không đấy? Có handle được vụ này không? Con đấy nó dở người lắm. Nói với nó là cái loa phường cho cả họ nhà em biết đấy. Thế em định tính sao? Nhỡ nó sang cái trường mà em đăng ký học để nó điều tra thì sao? Nó không dư thời gian thế đâu. Để biết chắc ngày nó sang, em báo với bố là em đi ngoại khóa. Thế là xong. Anh thấy không ổn. Em bảo đi du học mà em cứ ru rú ở đây, thế nào cũng có ngày bị lộ. Thế anh không lo được cho em ạ? À? Em làm sao ấy? Em ở đây với anh chả sướng quá. Nhưng vấn đề là bố em rất là tinh. Thế nào chả có ngày ông nhận ra. Lúc đấy hẵng hay. Mà em là con gái rượu của ông. Chả nhẽ ông ấy giết em à? Cái tay làm gì đấy? Thế đồ của em đâu? Đồ gì? Nước khoái. Nước khoái á? Ừ. Khoái đây. Ê, từ từ. Đây là chai cuối cùng đấy nhá. Cái này anh phải giành giật mãi. Thằng Đạt nó đang phát điên lên kia kìa. Sao lại cuối cùng ạ? Thằng Vương thì chết rồi, thằng Long thì bị bắt, nguồn cung mất. Làm gì con trai nào? Thế thì em chết à? Chết à? Nguy hiểm quá nhở. Thôi vứt. Ơ kìa, của em cơ mà. Được rồi, đây là quà của em. Thế quà anh đâu?